Con bạch tuộc có đốm xanh này là một trong những sinh vật độc nhất đại dương. Độc tố của nó còn mạnh hơn cả nọc rắn hổ mang, chỉ trong vòng 2-3 phút sau khi bị cắn, nạn nhân có thể tử vong. Điều đáng sợ là khi đã trúng độc, bạn chỉ có thể chờ chết vì chưa có thuốc giải. Đây chính là lý do bạch tuộc đốm xanh được mệnh danh là thảm họa của đại dương. Vì trên thân mình nó có nhiều đốm xanh nên còn được gọi là bạch tuộc sói. Kích thước của nó rất nhỏ, đường kính thân chỉ khoảng 7 cm, loại B còn chưa tới 15 cm, kích cỡ chỉ tương đương với một quả bóng bàn. Tuy nhỏ nhưng độc tố của nó rất mạnh, một vết cắn của nó có thể gây tử vong. Ngày 19 tháng 10 năm 1954, một người đàn ông bắt được một con bạch tuộc đốm xanh và chia sẻ với bạn bè. Người bạn thấy con bạch tuộc có màu sắc sặc sỡ nên nghĩ nó dễ thương và đặt nó lên vai. Chỉ vài phút sau, anh ta bắt đầu chóng mặt, khó thở và tình trạng ngày càng trầm trọng. Khi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, người đàn ông vội vã đưa bạn đến bệnh viện nhưng đáng tiếc là người bạn đã ngừng thở trên đường đến. Cũng có trường hợp một người lính phát hiện một con bạch tuộc đốm xanh ở bờ biển, anh ta thấy con vật nhỏ xíu và dễ thương nên đã thả nó đi. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, anh ta bắt đầu có triệu chứng ngộ độc và mặc cho các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, anh ta vẫn không qua khỏi. Các chuyên gia đã nghiên cứu độc tố của bạch tuộc đốm xanh và phát hiện nó chính là loại độc tố có trong cá nóc, một chất cực kỳ độc. Chỉ một con bạch tuộc đốm xanh có thể đủ độc tố để giết chết 26 người trưởng thành. Khi độc tố này xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ làm tê liệt các cơ, khiến người ta dần mất ý thức và nếu không được cứu chữa kịp thời, nạn nhân sẽ nhanh chóng rơi vào hôn mê và tử vong. Điều kinh khủng hơn là độc tố này không bị phân hủy ngay cả khi bị đun nóng. Trong một trường hợp vào năm 2016, một phụ nữ Thái Lan đã tử vong sau khi ăn phải một con bạch tuộc đốm xanh. Khi nhìn kỹ, người ta mới phát hiện đó là con bạch tuộc đầy độc tố này, và nếu người phụ nữ ăn phải, có thể cả làng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Dù sở hữu độc tố cực mạnh nhưng bạch tuộc đốm xanh có tính cách khá hiền lành, chỉ cần bạn không chọc tức nó, thì nó sẽ không chủ động tấn công con người.